Rất nhiều bạn cứ than thở rằng sao mình học mãi vẫn không thuộc, và đôi khi việc học gần như bế tắc, không có con đường nào để nhớ cả. Để học tập đạt kết quả cao, bên cạnh trí thông minh, sự chăm chỉ, chịu khó, thì những kỹ năng đóng một vai trò rất quan trọng. Hôm nay, 2K Vlog sẽ giới thiệu cho bạn 3 cách học hiệu quả các môn khoa học xã hội như bộ môn ngữ văn, môn lịch sử, môn địa lý và môn giáo dục công dân. Cách 1. Hiểu rõ những nội dung bạn cần học. Đây là vấn đề đầu tiên và tiên quyết giúp bạn học thuộc bài nhanh hơn. Nếu không hiểu vấn đề thì bạn thuộc cũng chỉ như một con vẹt mà thôi. Suốt ngày bạn cứ ea, rắn là một bài và sắt không chân, không những không đạt hiệu quả mà còn mất rất nhiều thời gian. Vì vậy, ngay ở trên lớp, hãy cố gắng tiếp thu những gì thầy cô truyền đạt, nắm rõ hiểu đúng bản chất, chỗ nào không hiểu phải hỏi lại. Như vậy, bạn đã tiết kiệm được 50% thời gian học thuộc của bạn. Trước khi học, hãy đọc một lượt từ trên xuống dưới, gạch những từ, những ý quan trọng có thể soạn lại và trình bày theo sở thích của mình. Cách 2. Chép tay thay vì học thuộc. Khoa học đã chứng minh việc đọc thuộc chỉ là một ghi nhớ tạm thời trong vỏ não. Vì vậy, đây là một sự quên của vỏ não. Do đó, thay vì cầm cuốn sách đọc đi đọc lại như một con vẹt, bạn hãy tập cho mình thói quen chép tất cả những gì ra giấy. Điều này càng đặc biệt với tất cả những người lười học. Nó tuy hơi tốn về thời gian một chút, nhưng hiệu quả của nó sẽ đem lại cho bạn những bất ngờ mà bạn không thể tưởng. Cách 3. Hệ thống kiến thức bằng sơ đồ cây, hay còn gọi là sơ đồ tư duy. Hãy thử tưởng tượng nếu bạn làm theo cách 1 và 2 thì quyển sách giáo khoa văn sử địa dày cộp sẽ tốn rất nhiều thời gian và giấy tờ của bạn. Vì vậy, phương pháp bằng sơ đồ tư duy được ra đời. Khắc phục nhược điểm của cách 1 và 2 nêu trên thì phương pháp sơ đồ tư duy sẽ giúp bạn tóm lược được một cách hệ thống những nội dung mà bạn đã học, giúp bạn hệ thống hóa kiến thức ngắn gọn nhất. Bạn có thể sử dụng những ký hiệu viết tắt cho đỡ tốn thời gian và không gian, miễn sao bạn hiểu. Sau khi bạn đã có tác phẩm về sơ đồ tư duy, hãy sử dụng điện thoại và chương trình Viva Video để làm những video, sau đó chia sẻ lên Facebook, chia sẻ lên YouTube, chia sẻ lên Zalo và nhóm kín để trao đổi với bạn bè của mình